Rồi ha. Bây giờ bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, vui thì nói nhiều, không vui thì im lặng. Tính xấu nhất là khi đói, khi mà bụng đói là sẽ rụt rã tay chân, là dễ nóng. Mời bạn trai. Dạ. Dạ. Cái điểm mạnh, điểm yếu của em á, thì em thì vui vẻ hòa đồng, sống có trách nhiệm. Khuyết điểm em thì cũng nhút nhát, trầm tính. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Xưa là em ở trong quân đội á, thì em có trải qua một mối tình, thế là cũng chỉ qua thư tờ thôi. Rồi sau này em ra khỏi quân đội thì em đi xuất khẩu lao động, cái địa lý như xa người ta lấy chồng. Thì em cũng muốn tìm bạn gái tuổi tác phù hợp. Anh phù hợp với tuổi con gì? Dạ, tuổi con rồng ạ. Là Thân, Tý, Thìn, Tam, Hạp đó đúng không anh? À, dạ dạ. Bên kia 37 hả? Dạ. 37 tuổi gì? Dạ tuổi Tuất ạ. Anh ơi em nói nghe nè, em biết coi bói nè. Tuổi quan trọng đâu anh. Cái mạng cũng không quan trọng, lật ra can chi như thế nào, rồi lật ra so ra tuổi giờ sinh là nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong mạng ấy họ có những người không hợp tuổi vẫn lấy nhau đấy. Dạ. À, quan trọng cái duyên cái phận thôi. Dạ. Hai, anh đi bộ đội hả? Dạ. Mấy năm? Em đi 7 năm anh. Ồ. Dung, mình đã bước qua bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình à. Từ cái thời sinh viên quen được năm mấy, 2 năm á. Rồi dạ. Chia tay đi. Rồi từ sau đó, mối tình đó tới giờ mình không có yêu ai nữa hay mình có thích ai không? Thích thì nhiều lắm, nam là thích hết. Mà vậy thì lý do tại sao mình lại bây giờ mình lại đăng ký tham gia chương trình? Em cũng không biết nữa. Chắc đang biết. Chờ người tử tế ạ. Thế em thế nào là người tử tế? Nói chung là người nữ tử tế chỉ là một người nam mà cảm thấy là bảo vệ cho một người nữ được khi gọi là người tử tế. À, tiêu chuẩn nào có thể làm em thích được? Em không đặt mục tiêu là tiêu chuẩn gì hết á. Quan trọng là đối phương hiểu và biết quan tâm, là không cần nói, nhìn thôi mà hiểu người khác là đang cần gì là đủ. Về ngoại hình thì sao chị? Cao, lùn, mập, ốm thì sao? Em thích người từ 1m65 trở lên. Dưới 1m65 được không? Cái đó để xem lại. Phải có da, có thịt chứ. Thiếu thịt chút xíu được không? Không được. Miễn sao người ta chắc khỏe thôi chứ. Thanh xui. Rồi đó cái điểm hả? Gì mà chị không thích ở bạn trai? Là giả dối. Bên đàn trai mình yêu cầu một người yêu lý tưởng như thế nào? Duyên dáng, hiền lành, nhìn dễ thương, không xăm mình. Chết rồi, xăm em lỡ xăm xí rồi sao ta? Thí dụ xăm một vài cái chữ, thí dụ như là tên cha, tên mẹ, hay là một cái hình ảnh nào đó nhỏ thôi được không? Không luôn hả? Tức là tuyệt đối không có hình xăm hả anh? À, đúng rồi em. Ồ, em thấy ví dụ bây giờ xăm nhiều mà xăm chỉ là nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu cũng không được luôn hả? Xăm như thế anh sợ là chơi bời quá anh nuôi không nổi. Đâu phải. Chắc ngày là anh xưa đó có một số người xăm rồng phượng, xăm lum thì cũng có thể, nhưng bây giờ á ta xăm thẩm mỹ, xăm cái này cái kia nó đẹp chứ không phải là nó xấu. Xăm không phải là giang hồ, xăm không phải là tầm bậy bạ. Ăn chơi anh ơi, xăm mình bây giờ là cả một nghệ thuật rồi. Chào anh. Em chào em. Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là gì? Cao từ 1m50 trở lên, 60kg trở lại, không lăng nhăng chung thủy được. Có vợ về là mình ở chung, là mình làm dâu luôn hay là mình sẽ ở riêng? Ở chung cũng được mà ở riêng cũng được. Em cũng có nhà riêng, nhưng mà nhà riêng em thì ở quê. Còn ở trong này thì nhà ở nhà em trai. Vậy thì nếu mà bây giờ mình tiến tới hôn nhân thì anh đã có một cái bước gì chuẩn bị cho cái cuộc hôn nhân chưa? Là về kinh tế nè, là về kế hoạch tương lai như thế nào? Em ra ngoài làm kinh tế, đi xuất khẩu lao động. Thì về em cũng xây được căn nhà rồi. Đó là nhà riêng của em. Dạ, rồi. Chào bạn gái Bình Phước. Dạ, chào anh. Nếu như mà đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu mình có thể cho bên đây bước tới được? Ngày mai cũng được. À, dễ nha. Thôi vậy cũng tốt á. Dạ. Bây giờ chúng ta gặp gỡ hai bên gia đình đi. Cô gái Bình Phước đi với ai? Dạ, đi với chị gái, với bạn. Chị gái? Yeah. Rồi, cho gặp chị gái đi. Dạ thì em thấy hai đứa người cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng suy nghĩ chín chắn rồi đó. Tìm hiểu thì chắc cũng không lâu đâu. Tại vì khi mình biết có hợp hay không thì thời gian rất là nhanh. Chứ không phải như trẻ trâu mà cứ suy nghĩ rồi lại tùm lum tùm la thì không có. Anh này cũng được, thấy anh đã qua quân đội thì chắc một cái nguyên tắc rất là tốt. Được đào tạo bên nước ngoài nữa thì về thì chắc có thể là khi cuộc sống có va vấp gì chắc anh cũng đứng được, anh cũng
gánh vác được. Quan trọng là cái bản lĩnh của đàn ông thôi. Hay quá em gái. Trai đi với ai? Dạ em đi với em trai anh ạ. Dạ em thấy anh chị phù hợp. Anh trai cố gắng lên. Chị Dung rất là dễ thương. Em trai cũng nhát như anh trai vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo rào. Thôi bắt đầu. Anh chào em. Dạ em chào anh. Hoa. Anh đến đây gặp em thì anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà em gửi anh. Em cảm thấy thế nào em? Dạ thấy anh hơi run. Thì đúng là như vậy. Hôm nay lên chương trình thì anh cũng cảm thấy cũng vui thì được gặp em. Mình tốt duyên, tốt số với nhau thì mình là mãi mãi là bên vợ chồng với nhau. Không thì mình cũng là tình bạn tốt của nhau. Dạ, các em nghĩ cũng vậy á. Từ cái chỗ... Từ Sài Gòn về đó là 110 cây anh. Đi của quốc lộ 14 rồi. Dạ, quốc lộ 13. Giờ gặp nhau thì cũng qua điện thoại hẹn hò rồi là chạy tới thôi. Dạ, tùy thôi. Em chỉ cần là nói được thì làm được thôi. Thí dụ như ảnh về Bình Phước thì ảnh có công việc gì ở Bình Phước được hay không? Không, cái đó là ảnh tự xử chứ không. Em không có tự lo được. Còn em là em chỉ lo em trước thôi à. Còn về nếu mà theo ảnh thì ảnh phải lo cho em lại. Đôi khi em cũng nghĩ là thí dụ anh ở Sài Gòn, em ở trên Bình Phước. Bình thường giờ hành chính thì em ở trên Bình Phước, cuối tuần thì em về. Hoặc là anh từ Sài Gòn, cuối tuần anh về trên Bình Phước. Vậy đơn giản cũng được. Khi nào anh có nhà thì em về nhà. Quan trọng là anh sắp xếp thôi, chứ còn em là sắp xếp đơn giản vậy đó. Anh thì có cái mô hình buôn bán. Mô hình như thế nào ạ? Ở quê mà cũng vậy, mà ở trong này thì có mặt bằng. Thì mặt bằng đó anh sẽ dự tính như thế nào? Buôn bán thôi. Buôn bán thì nhiều cái buôn bán lắm. Anh phải mặt xác định hàng... được, nếu mà đã nói anh phải biết cái mặt hàng gì thì anh mới gọi là kinh doanh được. Em là làm, em thích làm buôn bán hay làm đi làm văn phòng? Đương nhiên em đang làm văn phòng thì đương nhiên là em thích văn phòng rồi. Anh thì buôn bán mở quán nhậu cũng được. Nhậu rồi lỡ anh mời em nhậu nhậu luôn á. Bán quán ví dụ em thích, em biết làm những món ăn hay không? Dạ không, em không biết đâu. Không biết em luôn. Em chỉ hả? Biết người ai làm thì em ăn được thôi. Nếu mà làm em chỉ giỏi món mì tôm thôi. Nếu như vậy thì em thì có thể phục vụ ảnh, có thể thuê người nấu nướng có thể được, hay bán cà phê cũng được. Tại có mặt bằng là rất là quan trọng ở thành phố Hồ Chí Minh này. Dạ. Có thể bán cà phê nhỏ nhỏ, có thể mở tạp hóa, có thể bán bất cứ cái gì. Bởi đất Sài Gòn này có rất nhiều việc để kiếm ra tiền nếu chúng ta cố gắng. Đúng không trai? Dạ. Còn nếu như về Nghệ An thì sao? Về Nghệ An thì nhà em cũng nhà mặt tiền, đừng nhựa anh. Cũng buôn bán. Ừ. Dạ. Đó là định hướng rất là tốt luôn. Nếu như mà mình xác định là mình tiến xa hơn á, kinh tế là quan trọng nhất. Mình phải làm gì? Bởi vì nếu lấy nhau về phải có con. Xác định cái đó là anh này đã xác định rồi. Nhưng vấn đề thật sự là có làm được hay không? Với em có thấy anh ấy có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Em cũng chưa biết nữa. Tại mới đây lần đầu gặp sao biết được. Em không cảm xúc gì hết trơn hả? Dạ người đơn giản quá nó vậy á. Vậy thì động cơ nào, lý do nào chị đăng ký tham gia chương trình? Ừ. Tại vì nghĩ là mình lớn rồi. Thì nói chung là cũng phải có một gia đình để cho ba mẹ vui. Một phần. Phần thứ hai là cũng nghĩ về bản thân mình một xí. Bây giờ thế này nè. Anh trai anh có thể tiến tới nắm tay cô gái, có thể hát một bài nào đó, hay đọc một bài thơ, hay nói một cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Bởi đây là những giây phút chúng ta có thể cảm nhận. Anh nghe tình yêu bên tình. Hồi hộp quá. Hồi hộp hả? Bắt đầu làm lại. Nhớ kỹ đi. 2, 3. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang.
Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng ánh chiều sáng. Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời, em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Rồi, mời ra rồi. Mời hai anh chị để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian bấm nút bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Oh. Mời chị nắm tay nhau đi nào. Nè em gái, trong tình yêu chúng ta cần nhiệt tình hơn chút xíu nữa. Hôn nụ hôn đầu tiên để đánh dấu cho cái bấm nút bằng cả trái tim của mình. Em xin phép chị, em xin hôn em gái nụ hôn. Và đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng anh chị. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Còn đây là một món quà đến từ thương hiệu Anh Phương Cherry. Đây là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Cherry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân với nhau, mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Mong là anh chị sẽ hạnh phúc sớm báo tin vui cho chương trình. Rồi. Một cái kết thúc thật sự là có hậu, hai cặp đôi đều nắm tay nhau ra về và em thực sự là vui luôn đó anh. Đẹp anh lắm. Linh. Hôm nay Quỳ Linh nghĩ rằng không chỉ Nam Thư và Quỳ Linh cùng tất cả mọi người có mặt tại sân khấu ngày hôm nay, đặc biệt là khán giả theo dõi truyền hình, chúng ta cũng hạnh phúc lây với những hạnh phúc, những gì đang diễn ra trên sân khấu. Chúc những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò sẽ yêu thương cho đến trọn đời trọn kiếp. Chúc cho họ sẽ sống đến răng long đầu bạc. Và chúc cho quý vị thật nhiều hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống nhé. Ngoài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết liên hệ tại fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn tổ chức những trình đặc biệt thế này để chúng ta làm mai làm mối với những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Các cô gái, các chàng trai không ở nằm trong quân đội hay là ở ngoài quân đội, chúng ta có thể đăng ký tham gia nếu như chúng ta muốn một nửa yêu thương của mình là những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam quý vị nhé. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn chia sẻ với tất cả những tình cảm đó và hy vọng rằng sẽ có nhiều cặp đôi nữa đến với chúng tôi để tìm giá trị chân thật, chân thiện mỹ của hạnh phúc. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật, 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Nam Thư và anh Nguyễn Linh xin nói lời tạm biệt quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Xin chào.